Chào mọi người, chúng ta đang có những hình ảnh rất đẹp về Sunset Town Phú Quốc, tiến độ mới nhất của thị trấn Địa Trung Hải, thị trấn Hoàng Hôn Phú Quốc tháng 12 năm 2022. Trên màn hình thì anh chị cũng nhìn thấy là toàn bộ những công trình trọng điểm của Sun Group cũng đã hoàn thiện và đưa vào khai thác vận hành, đó là cầu hôn Cubris cũng như là show trình diễn công nghệ Sun Signature Show với show diễn tên là Kid The Star. Sunset Town và 13 câu chuyện về điểm đến hấp dẫn của thế giới. Và trong clip hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Sunset Town thì được lấy cảm hứng từ vùng đất Amalfi và Taormina của miền Tây nước Ý, với những cái căn nhà ven biển đầy màu sắc, vi vẻ cực đỉnh của đảo ngọc Phú Quốc, xinh đẹp và kiều diễm. Bên cạnh đó thì nơi đây còn quy tụ những cái công trình biểu tượng tầm vóc quốc tế như cầu hôn, Sun Signature Gallery, Sun Signature Show, tạo nên những điểm đến của văn hóa, nghệ thuật và 12 mùa lễ hội hạnh phúc. Nằm ở bờ Tây Nam của Phú Quốc thì Sunset Town được mệnh danh là thị trấn hoàng hôn, nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất của Việt Nam. Và một bờ biển hướng Tây, đây là thách thức hay là cơ hội? Nhiều người tin rằng Việt Nam nhìn ra biển Đông, do đó chúng ta có lợi thế là bờ biển hướng Đông. Dân gian của Việt Nam cũng tin rằng hướng tốt là hướng Nam, Đông Nam là cho sự mát mẻ. Khi đến Phú Quốc thì hòn đảo có 4 phương và 8 hướng đều là biển, đứng trước một cái cảnh sắc hoàng hôn trên biển hiếm có. Và những cái kiến trúc sư của Sun Group khi ấy đã rất ấn tượng với những cái vẻ đẹp của vầng dương chuyển sắc từ vàng sang đỏ ối rồi từ từ lặn xuống biển. Cũng chính cái cảnh sắc này mà Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Pháp hàng năm chào đón hàng chục triệu lượt du khách đến thăm các công trình có tầm nhìn ngắm được hoàng hôn lãng mạn. Người ta còn có các cái vịnh du thuyền đưa khách ra cửa biển để tận hưởng những cái ánh hoàng hôn, như đuổi theo ánh chiều rồi thưởng thức vang các cái món ngon thượng hạng trên boong tàu, thấy cá heo tung tăng nhảy trên mặt nước. Việt Nam thì chưa từng có những cái ý tưởng tương tự để làm được cái điều đó. Khi đứng tại cái triền đồi phía Tây, nơi đó người ta gọi là Mũi Ông Bốn, là vị trí của Sunset Town ngày nay, cảnh sắc hoàng hôn vô cùng đặc biệt, mỗi ngày là một màu sắc vàng cam tím đỏ. Nhưng sau khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp ấy thì khung cảnh chìm vào bóng tối, trái ngược với cảnh tượng có một nền dịch vụ và hoạt động sôi động, sôi nổi bắt đầu được đánh thức khi hoàng hôn dần buông xuống ở các nước phương Tây. Sun Group đã quyết định đặt hết tâm huyết và nghiên cứu từ kiến trúc, cảnh quan, câu chuyện và sự pha trộn của các nền văn hóa của những vùng biển được mệnh danh là xứ sở của hoàng hôn lãng mạn để phát triển cho Phú Quốc một thị trấn nhằm tôn vinh vẻ đẹp của hoàng hôn. Và tại sao Sunset Town lại có tên gọi này? Có lẽ thì Sunset Town là nơi có nhiều cái tranh cãi về tên gọi nhất: Primavera, The Center Hillside, Địa Trung Hải, thị trấn hoàng hôn, Sunset Town. Tại sao lại là như vậy? Primavera, The Center Hillside là tên thương mại của các cái phân khu giai đoạn trong tổ hợp Sunset Town. Tổ hợp này vẫn chưa được Sun Group công bố tên gọi chính thức cho toàn bộ tổ hợp trước ngày khai trương của toàn bộ tổ hợp này. Tuy nhiên, vì quá ấn tượng với cái kiến trúc Địa Trung Hải của các công trình nơi đây, từ nhà thầu, các kiến trúc sư và người dân đều gọi nơi này bằng một cái tên đặc trưng của kiến trúc, đó là Địa Trung Hải, để phân biệt với các cái tổ hợp dự án khác. Điều đó cho thấy cái sự ứng dụng đậm chất và nguyên bản của kiến trúc nơi đây, nên cho dù là có nhiều dự án lấy cảm hứng hay triển khai theo phong cách Địa Trung Hải, nhưng khi nói đến Địa Trung Hải của Phú Quốc hay Việt Nam thì mọi kết quả đều chỉ đến Sunset Town do Sun Group phát triển. Và tháng 11 của năm 2022 thì khi toàn bộ tổ hợp chuẩn bị về đích thì Sun Group chính thức hé lộ tên gọi, và cũng là cái ý nghĩa ngay từ đầu là nên một cái ý tưởng cho tổ hợp này, nơi tôn vinh vẻ đẹp của hoàng hôn, nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc, đó là thị trấn hoàng hôn, Sunset Town. Mặc dù hiện nay thì nhiều du khách và người địa phương vẫn quen cái tên gọi là khu Địa Trung Hải, có lẽ đó cũng là một cái nét đặc trưng hài hước của địa phương khi mọi công trình của Sun Group đều được đặt tên một cái tên gọi thường hay còn gọi là nickname, tên ở nhà. Ví dụ như ngã tư bốn con chó, tòa nhà thùng nước mắm hay tòa nhà khát vọng cũng là những cái tên thường gọi của các công trình biểu tượng như tòa nhà cánh buồm hay
Sun Signature Gallery thì còn có vô số tên gọi như tòa lâu đài, tòa cây nấm hay Sale Center. Đó là những cái câu chuyện rất là đặc biệt về Sunset Town Phú Quốc. Và tại Sunset Town Phú Quốc thì chúng ta có một cái vị trí kết nối đặc biệt, tọa lạc ngay tại bờ Tây phường An Thới phía nam của đảo Ngọc và được ví là trung tâm của trung tâm thị trấn An Thới, nơi được định hướng trở thành cái thủ phủ du lịch mới của Phú Quốc trong những cái năm gần đây. Sunset Town còn là tâm điểm kết nối hệ sinh thái của Sun Group từ đông sang tây đến cả đảo Thiên Đường Hòn Thơm, mang đến cho du khách những trải nghiệm từ động sang tĩnh. Bờ đông với bãi sao thơ mộng cùng quần thể du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Bãi Kem nối liền đến bờ tây với hai công trình biểu tượng của thành phố Phú Quốc, đó là Cầu Hôn và Sun Signature Show, điểm thu hút mọi du khách đến với thị trấn Hoàng Hôn và kéo dài đến đỉnh cao vui chơi giải trí nghỉ dưỡng cao cấp tại tổ hợp Hòn Thơm Paradise Island. Ngoài ra thì phải kể đến những cái vị trí đắc địa của Sunset Town khi nằm trong khu đất vàng được quy hoạch trở thành khu đô thị cảng quốc tế trong tương lai, và nơi đây sẽ kết nối giao thương đường biển trọng điểm đến 18 hòn đảo của An Thới, mang lại giá trị du lịch, giao thương, kinh tế trọng điểm cho Nam Phú Quốc nói riêng cũng như là toàn bộ đảo Ngọc Phú Quốc nói chung. Và với những sản phẩm đặc biệt này thì anh chị đang có những cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể sở hữu những sản phẩm mà chúng ta có thể ngắm được trọn ánh hoàng hôn, đó là Shophouse Center trên đỉnh đồi hay căn hộ Sun Grand City Hillside Residence. Và anh chị nào đang quan tâm về hai sản phẩm này tại Sunset Town Phú Quốc thì anh chị có thể liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.